Xin chào các cô chú, các anh chị. Hôm nay thì Hiên Dương xin phép quay một cái video hơi đặc biệt, không chia sẻ kiến thức trong video này mà muốn chia sẻ một chút niềm vui cùng với cộng đồng, khi mà hôm nay thì kênh Thiền Hiên Dương sau một thời gian mà nỗ lực xây dựng, chia sẻ rồi cống hiến cho cộng đồng, thì kênh của Hiên Dương, kênh YouTube đã đạt được một cái thành tích, đó là đạt 100.000 subscribe và nhận được một cái món quà ghi nhận của bên YouTube, đó là nút bạc. Và bây giờ Hiên Dương sẽ xin phép là bóc cái nút bạc này và trải nghiệm, chia sẻ niềm vui cùng với cộng đồng của chúng ta. Đây mọi người ạ, Hiên Dương đã nhận được một lá thư của YouTube có gửi đến với cái thành tích là kênh của Hiên Dương đã đạt 100.000 người đăng ký. Và đây là một cái lá thư của bên YouTube gửi cho Hiên Dương. Và đây ạ, đây chính là cái hình ảnh, cái nút bạc mà Hiên Dương đã nhận được sau một cái thành quả là nhiều năm xây dựng kênh Thiền Hiên Dương. Mọi người có thể nhìn thấy cái nút bạc này có viết tên của kênh YouTube của Hiên Dương ở trên này, đã đạt cái thành tích là 100.000 người đăng ký cho kênh Hiên Dương. Và Hiên Dương xin phép đọc cái lá thư này. Và YouTube có gửi đó là 100.000 người đăng ký, bạn đã tiến xa đến đâu? Nếu mỗi người đăng ký tương đương với một năm ánh sáng thì bạn đã có thể du hành từ đầu này sang đầu kia của dải ngân hà rồi đấy. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi những nội dung tiếp theo của bạn để thực hiện và luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường. Trân trọng, giám đốc điều hành của YouTube. Với thành tích này thì Hiên Dương hôm nay bóc hộp để muốn nói một vài lời với những khán giả của Hiên Dương. Đó là Hiên Dương có một lời tri ân và biết ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị trong suốt những năm qua đã đồng hành, đã chia sẻ, đã lắng nghe, rồi đã tập theo những bài thiền, những bài hướng dẫn, thậm chí là những bài giảng của Hiên Dương trên kênh Thiền Hiên Dương trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa rất là tri ân và biết ơn thành tích này không chỉ riêng Hiên Dương có thể tạo dựng được, mà là nhờ cái sự đóng góp và công lao của khán giả, của cộng đồng chúng ta rất là nhiều. Và Hiên Dương cũng muốn chia sẻ đó là cái thời gian vừa rồi để đạt được cái thành tích là nút bạc như này thì Hiên Dương cũng đã dành rất nhiều mồ hôi, tâm huyết cũng như cái sự cống hiến của mình. Đôi khi cũng có rất nhiều những khó khăn. Đôi khi thu một bài thiền hay là thu một cái video xong lại thấy là mình chưa bật mic, hoặc là mình bị một cái lỗi về thiết bị. Thậm chí là có hôm lưu trữ là bị mất trắng luôn, bị mất trắng các cái dữ liệu. Có rất là nhiều những khó khăn mà gọi là mướt mát mồ hôi trong cái thời gian mà có thể đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Cũng ghi nhận chính bản thân mình đã nỗ lực và đã không bỏ cuộc vào những thời điểm mà kênh có những cái dấu hiệu gọi là không phát triển. Có lúc Hiên Dương cũng hoang mang về con đường của mình, hiểu rằng là mình có phải là có cái sứ mệnh mình lan tỏa thiền hay là mình đi tiếp với cái phương pháp này hay không. Thì cuối cùng rất là may, có thể là do trợ duyên của rất là nhiều người, các cô chú anh chị, và cũng được cái sự trợ duyên của những Hiên Dương gọi những đấng chư thiên hoặc những người nào đó đủ những cái năng lượng tốt đã giúp Hiên Dương trong một cái chặng đường này để Hiên Dương vẫn hoàn thành được, vẫn đi được tới ngày hôm nay. Và với cái nguồn năng lượng đó thì Hiên Dương cũng mong rằng là trong thời gian tới sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ, lan tỏa video cũng như là lan tỏa kênh của Hiên Dương đến nhiều người biết hơn nữa. Và sứ mệnh của Hiên Dương thì Hiên Dương luôn coi rằng mình là người sẽ mang thiền, mang những trí tuệ cổ xưa trở thành một cái công cụ dễ ứng dụng trong đời sống, để làm sao là cải thiện sức khỏe, cải thiện tinh thần và đưa thiền vào nhiều lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta, để bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi, độ tuổi nào cũng có thể ứng dụng thiền và đưa thiền vào trong đời sống để làm cho cuộc sống của chúng ta bình an, hạnh phúc và vui khỏe hơn. Và nếu các cô chú anh chị mà thấy có sự đồng cảm với Hiên Dương thì cũng có thể lan tỏa kênh này, và ngoài ra để có thể tri ân hay là gieo duyên những cái chút phí nho nhỏ để Hiên Dương có thể thực hành và đưa cái kênh Thiền Hiên Dương này có thể phát triển hơn nữa. Bởi vì mọi người cứ nghĩ là thu nhập của Hiên Dương rất là tốt, hay là kênh nhiều đăng ký thế thì chắc là thu nhập rất là ổn, nhưng thực ra thì không phải vậy. Bởi vì Hiên Dương hầu như là không bật quảng cáo, chỉ bật quảng cáo đầu kênh thôi, thì nguồn thu nhập nó vô cùng là hạn chế. Và những cái cố gắng của Hiên Dương chủ yếu là một phần là cống hiến, và một phần là vẫn phải duy trì các cái phương tiện, những cái kỹ thuật, rồi những cái thiết bị, rồi là phải duy trì cho cả đội nhóm cùng đi được một cái chặng đường xa, thì cần cái sự ủng hộ, cần cái sự chung tay, cần cái sự giúp đỡ của anh chị rất là nhiều. Và một lần nữa thì
Hiên Dương vẫn gửi lời tri ân, cảm ơn và rất mong rằng là chặng đường tới chúng ta có đủ năng lượng và đủ nguồn lực để đưa kênh Hiên Dương cũng như là những cái giá trị của kênh Thiền Hiên Dương đến nhiều người hơn nữa. Rất cảm ơn các anh chị, các cô chú đã đồng hành và hẹn gặp lại mọi người trong những video, trong những bài thiền tiếp theo trên chặng đường này của Hiên Dương.